mà em vai diễn em sợ lắm á. Ủa đi vai sợ vậy? Tại vì em thấy cái mặt ở đó cô chủ nhà đó rất là thương ảnh, mà gặp cô chủ nhà đó lại không có chồng. Phải anh. Thế là ngày nào cũng nấu cơm lên cho ảnh ăn. Cái bữa tối đó tự nhiên phát gọi cho em mà, trời ơi em ơi cứu anh dưới, cứu anh dưới. Hỏi sao vậy, mặt anh đi, ai làm gì anh được mà cứu. Anh không có, cái cô chủ nhà này cũng mặc đồ mỏng quá à, chết anh rồi. Cứu anh đi, cứu anh đi. Bây giờ về rồi mới hối hận. Không thiệt. Hối hận gì? Hồi đó nằm á, cô nằm cô ngủ. Lúc mà mới quen á, cô quay quanh kia mình đâu có biết. Khi mà giờ thân mật rồi, cô quay lúc nào cũng nằm trên cái tay anh. Mà sáng anh tức quá nữa. Anh hồi đó giờ không có đổ mồ hôi nách nha. Mà sao sáng nào cũng ướt nhẹp lúc này á. Anh không phải mùi nách đâu. Kêu vậy, dậy sáng rồi dậy nguyên một đường trắng trắng ở đây rồi. Trời ơi trời ơi. Em tên là Ngọc Phú. Trước đây em là một diễn viên hài, cùng diễn với ông xã. Và em có học qua đạo diễn điện ảnh, nhưng mà sau đó sinh con cho nên về nhà. Bây giờ tiếp tục kinh doanh, nhường bước cho ông xã. Và em chào tất cả mọi người. Mời anh ấy. Tôi là nghệ sĩ hài Tam Thanh. Dạ, Tam Thanh tới đây xin chào quý vị quan khách từ trẻ tới lớn. Thế năm nay anh Tam Thanh được bao nhiêu cái xinh xinh? Cho nhiêu cho. Thôi giờ cho đại 18 đi được không? Thôi cái đó lố lắm. 28 lố. Thôi lên luôn 48. Tôi gọi anh là anh đó. Anh năm nay sanh 1962, 57 hay 58 gì đó. Nó nghiêm túc nha. Anh trẻ hơn so với số tuổi. Đúng không quý vị? Còn Ngọc Phú thì sao? Dạ em thì em nhỏ hơn anh, ông xã em 20 tuổi. Có nghĩa là năm ảnh 20 thì lúc đó em mới sinh ra đời. Hồi nãy trong lúc giới thiệu là Ngọc Phú có nói là trước đây là đi diễn với anh Tam Thanh. Dạ. Như vậy chắc chắn rằng là trong cái thời gian đi diễn là hai người đã cảm mến nhau rồi đúng không? Dạ lúc đi diễn thì chưa có cảm mến nhau đâu anh. Lúc đó anh Thanh mời em về diễn em sợ anh lắm. Ủa đi về sợ? Dạ tại vì em thấy cái mặt ác ác sao. Nó dê dê sao? Dạ. Mà trong trong mấy cái tuồng cổ đó đúng không? Dạ dạ. Tuồng cổ mà Quân Xâm Lăng á. Dạ đúng quá đó. Đúng rồi. Dạ em mà thấy em sợ lắm. Quân Xâm Lăng với Quan Dê được không? Đúng rồi đó đó. Dạ, mà anh nói thiệt đi, hồi đó anh có dê Phú lần nào hay không mà để cho Phú sợ vậy? Tánh anh thì em biết rồi, cái mặt gian. Thành ra nhiều khi mình không dám nhìn, nhìn lén. Cô ấy đi ngoài trước em mình nhìn ngoài sau. Chắc lưỡi hoài. Em hỏi anh nè, anh á là giống như anh mời Phú về nhóm anh á là anh đã nhắm trước rồi, xong là bắt đầu anh mới lên kế hoạch là anh mời về để mà anh triển khai kế hoạch đúng không, hay là mời về rồi rồi anh mới cảm thấy là anh thèm muốn? Gì kia gì thèm muốn? Không có. Hồi đó Phú đẹp lắm. Đẹp à, bây không giờ có gì đẹp anh không nói phải đi. Hồi đó là đi diễn với nhóm bên kia đó, rồi mình ở bên đây mình mới nhìn, mình mới thấy sao con bé này nó đẹp từ dáng cho tới mặt, có duyên quá. Đó ước gì cô ấy về mình. Ước hoài không được, đang diễn với người ta sao cướp, cướp bị chửi à. Thì vô tình bữa hổm mới thấy diễn chung với nhóm anh Thanh Tùng. Em biết nhóm anh Thanh Tùng là nhiều đông lắm. Anh mới xin cho bé này về. Đó chị hỏi là đúng rồi còn gì nữa. Dạ. Anh đã nhắm người ta rồi đúng, xong anh mới ủ mưu, anh tìm cách bày binh bố trận. Anh mới xin anh Tùng để hốt về. Vào cái thời gian đầu khi mà em diễn với anh Tam Thanh thì em có phát hiện ảnh có cái ý đồ gì không? Dạ không, lúc đầu thì em sợ là về là bị dê, từ sợ trở thành nể phục. Lúc đó em bị mất xe rồi. Thì anh Thanh lúc nào cũng tới đón em để đi diễn hết á. Nhìn mặt ảnh thì hùm hổ vậy đó, nhưng mà thật sự là rất là nhẹ nhàng, chứ đúng, không có thô bạo như là cái gương mặt là thể hiện lên như vậy. Thì em ngồi đằng sau ảnh là đúng 6 tháng. Cái hồi đó là mình thích dữ lắm rồi. Mà mình ngồi gần cái tự nhiên tay chân rồi nó giật giật, nó bị cái kích thích gì đó mà mình không biết. Trong con người mình không muốn hại mình. Cái mình lé lên một cái ánh sáng là phải có một cái ý đồ đó. Cái mình nói thôi mai không có show, đi chùa với anh chơi, hoặc là đi một vòng ngắm cảnh thư giãn, anh thuê xe hai đứa đi, cái đi xuống miền Tây. Đó trên đường trở về gần về tới nhà anh. Nói chung đó, nó cũng có cảm tình rồi. Cái anh mới nói là thôi bây giờ gì đi, nếu cho phép anh đeo đuổi em á, đưa cái tay đây anh nắm, xe mà thắng lợi cái á thì em bóp 3 cái là đồng coi ý. Như là đồng ý, không bóp là không đồng ý đó. Xe vừa thắng thôi cái anh không thấy hiệu ứng gì hết trơn. Cổ là son nắm tay em thì em phải bóp anh mới buông ra được. Cái làm những cái giác quan á, cô ấy bóp một cái cho nó tới 3 cái lần. Bóp 2 cái nữa kem đi xuống là dính rồi, chịu rồi, dính rồi đó. Anh có nghĩa là cái dấu hiệu tỏ tình của hai người đó phải không? Dạ, anh tỏ tình kiểu đó. Dạ. Là 6 tháng nè. Dạ 6 tháng. 6 tháng là coi như chính thức là em đồng ý để cho anh đeo đuổi rồi. Dạ. Coi dạ. như là hai người chính thức quen nhau rồi. Dạ, tình cảm của em với anh Thanh là tiến triển như thế nào?
Dạ thì khi mà em chính thức quen ảnh rồi đó thì mọi cái nói chung là vui lắm. Thế là lúc đó em ở nhà mướn, thì anh Thanh ảnh mới kêu em là thôi dọn về ở chung với ảnh đi. Thì em mới nói thôi kỳ quá, em không có chịu đâu. Cái lúc đó em lên Lê Văn Sĩ á, em mướn 3 triệu một tháng, ảnh cũng đi theo lên Lê Văn Sĩ luôn, ảnh mướn đối diện luôn. Đối diện. Rồi ở đó cô chủ nhà đó rất là thương ảnh, mà gặp cô chủ nhà đó lại không có chồng. Không phải anh. Thế là ngày nào cũng nấu cơm lên cho ảnh ăn. Cái bữa tối đó tự nhiên phát gọi cho em à, trời ơi em ơi cứu anh dưới, hỏi sao vậy, mặt anh vậy, ai làm gì anh được mà cứu. Nó không có, cái cô chủ nhà này cũng mặc đồ mỏng quá à, chết anh rồi. Cứu anh đi, cứu anh đi. Thế em cũng chưa chiêu nữa, em thiệt á, đây này, đây, nhiều khi ổng mướn bà mặc đồ mỏng, để coi đẹp. Ở đâu mà ai mà làm cho mướn cái vụ đó. Em nhìn cái mắt em, để anh, để coi anh thành thật. Sao chị lúc nào? Anh chạy xe tới cửa nhà. Lúc đó mấy giờ nè? Lúc khuya rồi đi nhậu là rồi. Đó, nhưng mà mắt tỉnh táo lắm. Cô chủ bước ra mở đèn sáng lên thì cửa kiến, mà trong cửa kiến ở ngoài này nhìn vô thấy trời ơi sao mỏng quá vậy. Trời ơi trời, vậy là nguy hiểm rồi, vô đây là chết có ý đồn rồi. Anh sợ anh sa ngã thôi. Có lượm bên kia mà mất bên đây, cái móc điện thoại ra điện hoài xong bắt máy giùm tôi đi, trời ơi tôi lại em bắt máy giùm tôi đi. Cái bên kia bắt máy em hả, anh nè cứu anh dưới. Gì cứu, bển còn nói câu cái mặt ông như vậy ai làm gì mà cứu. Không có, cái này sự cố, anh qua nhà em anh ngủ dưới đất cũng được đó, anh không có leo lên giường ngủ chung đâu. Sao không trả lời được hay không, qua đi. Trời ơi. Thôi, không còn gì để nói nữa. Qua rồi mình làm bộ quên cái vụ dưới đất đi. Mình cũng bận đồ đàng hoàng, cái mình nói máy lạnh này sao hầm quá, muốn mặc quần xà lỏn ngủ quá. Rồi cái tự nhiên cái giục cái mền xuống, cái nói ủa cái này là gì, rớt kìa lụm lên đi em, không có anh ngủ dưới đây hả. Quăng nó thì chịu thôi, chứ đầu tiên mà mình dồn dập quá người ta đâu chịu. Cái anh cũng nằm xuống rồi nói trời ơi cái mền này đắp không ấm, bị gì nó lạnh từ dưới, nó lạnh lên dưới cái lưng nó máy lạnh mà nó vọng xuống này, cái nó vọng ngược lên. Trời ơi anh lạnh quá à. Nó thèm áo vô không được, ngủ quen ở nhà anh ngủ, anh không có bận đồ không. Đó. Ở nhà ngủ không mặc đồ nói với em vậy. Ở đây là anh kèm chế lên, anh mặc cái quần xà lỏn là quá đáng rồi. Đó. Thôi vậy thì leo lên giường đi, em nằm ở trong anh nằm ở ngoài. Trời ơi leo lên giường mừng quá, leo lên liền. Má ơi làm như má cứu vậy đó. Rồi sao nữa nè, rồi mà nay nó ngủ chứ đâu dám đụng. Bao lâu thì Phú mới theo anh về ở chung nhà? Dạ sau cái vụ đó luôn á anh. Vậy là coi như hai trẻ là chính thức là coi như là đã quy về một mối rồi đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì em với anh Thanh mới cưới nhau? Dạ cũng gần 5 năm á. Mà anh 5 năm vậy là anh giờ anh mua được mấy cái nhà rồi anh nói em nghe. Anh cũng mua được hai căn nhà. Rồi cuối cùng cũng anh phá luôn. Ở nhà thuê 5 năm là mua được hai căn nhà. Dạ đúng rồi. Đám cưới. Cứ ý y là mình làm ra tiền thì cứ tha hồ mà chơi. Tụi em có một cái đứa con đầu lòng á là ảnh mới hư hỏng. Thế là em ly hôn, xong rồi ảnh dễ thương lắm, năn nỉ em lại là bây giờ ảnh biết lỗi của ảnh rồi thì năn nỉ cho ảnh cơ hội làm chồng làm cha để anh quay ngược lại với em. Thế là em cũng vì mình đã có đứa con rồi, em không muốn là hôn nhân bị rạn nứt, em không muốn con em mất cả ba lẫn mẹ, trong khi đó bé nó mến ba quá trời mến luôn. Thế là em cho cơ hội và ảnh làm lại từ đầu. Lòi ra thêm cục. Bây giờ là lòi thêm một cục nữa. Phấn đấu cho bằng anh bằng chị. Thôi nói chung là mối hôn nhân nói chung là cũng có vui, sau đó cũng có trắc trở. Dạ. Và cuối cùng là quay trở về. Vẫn vui. Vẫn vui. Mà lòi ra đứa nữa. Nhưng mà anh được có cái này nha. Từ ngày quen bé Phú, sống với bé Phú cho tới hai đứa con là chỉ có một bạc tai duy nhất. Chưa hỏi mà đã khai rồi. Ủa vậy hả? Sẵn cho tưởng lên đây hát luôn chứ. Duy nhất là lỡ tay rồi đúng không? Cái đó hồi mới quen. Đó. Cũng gần cưới rồi, lúc đó là cũng gần cưới. Gần cưới. Đó. Là vì ghen đúng không? Ai ghen? Anh ghen rồi không anh có. Ấy. Em ghen. Nói chung hồi đó mướn mấy bé bán cà phê trẻ đó thì mình cứ nghĩ là ảnh nhìn mấy bé đó không. Xong cái anh mua bông vậy cái em nói bông xấu quá. Em giục trước mặt mọi người vậy đó. Cái ảnh quê cái nói em điên quá. Cái em nói điên mới lấy anh vậy đó. Cái ảnh bỏ vô phòng mà anh đã đóng cửa phòng lại rồi mà em đạp cửa phòng ra luôn. Trời, cửa phòng có nấc thang cả này. Anh nắm một tay một cái cổ. Anh xách em lên luôn. Anh dở lên anh giục ra ngoài phòng anh đóng cửa. Trời rồi đâu có vừa. Anh bỏ đi nhậu đút xe vô chở hết bàn ghế tivi đồ này kia chở chia tay luôn rồi, rồi xong anh phải bỏ ra mấy chục triệu mua đồ bỏ vô lại rồi sang luôn cái quán cà phê luôn, là từ giờ đó không bán cà phê nữa. Từ trước tới giờ em ở với ảnh có bao nhiêu tật xấu lòi ra? Dạ thì anh cũng có cái tật xấu như này anh, bình thường á thì dễ thương vợ thương con lắm, nhưng mà hả mỗi lần mà bạn nhậu mà gọi đi nhậu rồi á là xin lỗi tình yêu nha. Anh về đi con, nó trong nó cứ hỏi ba đâu rồi nè. Anh về liền. Cúp máy cái. Một tiếng đồng hồ sau không thấy mặt ở nhà. Em tức quá em gọi lại một lần nữa. Tắt máy.
Em gọi riết gọi riết để cho chuông reo riết luôn, tính khi hết pin luôn, không thèm bắt máy. Trời ơi, mà dòng cái thứ mà xài điện thoại mà gọi điện không bắt máy á, chị biết không? Em tức lắm, ở bên này em muốn gào thét lên vậy đó. Rồi xong cứ ảnh về cứ em tức em nhắn tin luôn. Đi luôn đi nha, đừng có về nhà nữa. Tôi không bao giờ mở cửa cho anh vô nhà đâu. Thế là đi luôn luôn anh. Đi luôn. Đi luôn. Người giận đi hả? Người gì mà thật thà. Dạ, đi luôn không về nhà. Có nghĩa là sáng hôm sau dậy á thì thấy mình mở cửa này thấy ổng bên nhà má ổng á, đẩy xe ra ngoài. Trời đất ơi dễ điên không? Trong cái đó mình nhà mình dỗ con ổng ngủ bên bển á, hỏi cái nhìn thấy vậy nè, em không thèm nhìn mặt luôn. Mà có khi nào mà anh đi nhậu mà anh bị những cái mà tai nạn ngoài ý muốn chưa? Có. Chạy anh đi nhậu về mất bảo hiểm, luôn, không biết. Rồi té máu me không, rồi về rồi chạy xe vô đậu đó rồi vô nằm rồi bác Phú ngồi xức thuốc này kia rồi anh không biết. Sao lâu chưa? Cái đó cũng lâu, lâu rồi, rồi. Dạ. Còn thật xấu gì nữa không Phú? Với lại ảnh hay thật lòng quá rồi thẳng, đâm ra nói những cái mà nhiều lúc mà thẳng tính. Dạ đúng rồi, người nghe người ta không có hài lòng lắm. Ví dụ như ra đường đi, khán giả hỏi anh Thanh là nay không có đi diễn hả anh Thanh, sao giờ này còn đi chợ đây vậy? Cứ tự nhiên cứ cái cảm giác giống như là sợ người ta nói là mình bị ế xô hay sao, nó dồn lên não bắt đầu. Ủa giờ này tôi đi diễn anh có đi coi không hả? Bây giờ nó bán buôn mà kêu người ta đi diễn ai coi cả treo mà đi gây lộn với khán giả. Mà mấy người đó quen đi chợ mua đồ hoài, bé Phú sợ thôi chứ anh nói chuyện sẵn lẹ mấy người đó quen rồi mà sợ he. Nghĩa là sợ người ta nói là không có show diễn hả? Hay là có nhiều khi vô quán cà phê á người ta nói là ô sư phụ giờ này không có đi diễn hay sao? Vô đi uống cà phê vậy sư phụ, bụng về hưu rồi hả? Về hưu. Mày ngủ nghĩ sao tao về hưu? Làm sao tao có tiền vô đi uống cà phê? Mày điên hả mày? Nó nói ông về hưu mà ông nó giận gì rồi. Nó mà nói dùng cái từ mà xin lỗi nha, nó dùng cái từ hết thời không biết sao không? Là anh Thanh anh chắc anh lên nóc nhà anh ngồi á. Thật xấu là trả treo với khán giả. Đúng rồi đó. Có đúng không? Mà anh, em hỏi anh nè, mỗi lần mà anh bây giờ anh giận bé Phú là anh có xách đồ về mẹ không? Chưa có, nhóc ra là hãy gây lộn xách đồ đi mà không có đi về mẹ. Về nhà thằng bạn vậy hả? Đang có mối nhậu ổng lầu 3 tầng mà ổng chừa một tầng ở trên là máy lạnh để suốt luôn để cho anh đúng không? Lúc nào Thanh cần Thanh alo anh nha. Đó là alo là lên cho nó ngủ xong rồi sáng là ổng dắt ra ăn sáng uống phê xong trưa cái hai anh em hút tới tối. Ê Phú chắc em thương ông đó lắm đúng không Phú? Nhiều lúc em điên luôn, em không nghĩ là em bị khùng đến mức độ mà em còn ghen, em nói bộ hai ông trên bê đê với nhau. Còn á, bữa nào anh Thanh không đi được cái nó sao biết? Tao hiểu mà ha. Giờ vợ chồng bà Thuận đâu có gọi điện cho tao. Mỗi lần mà anh điện thoại cho ông á mới gây lộn hả Thanh? Ông mừng lắm đúng không? Ừ, mới gây lộn hả Thanh? Anh nói chuyện kỳ quá. Mà sao anh biết vậy? Nhưng mà nói chứ thật xấu vẫn ít, không phải nhiều đúng không? Mà mấy cái thật xấu nói chung là cũng dễ thương. À, ngoại trừ cái vụ mà nắm cổ ném xuống là không dễ thương thôi. Đó, nhưng mà bây giờ bỏ rồi. Đó, bây giờ tới anh nè. Công chúa Ngọc Phú đây nè, có tật xấu gì không? Trời ơi, nãy giờ thấy khui quá trời quá đó, thấy giống như cam chịu vậy đó. Em hỏi được, bây giờ anh mừng nè, bây giờ anh được nói rồi ha. Thôi, bây giờ về rồi mới hối hận. Không, thiệt. Hối hận gì? Hồi đó nằm á, cổ nằm cổ ngủ, lúc mà mới quen á, cổ quay quanh kia mình đâu có biết. Khi mà giờ thân mật rồi, cổ quay lúc nào cũng nằm trên cái tay anh hết. Mà sáng anh tức quá nữa. Anh hồi đó giờ không có đổ mồ hôi nách nha. Mà sao sáng nào cũng ướt nhẹp cũng này á. Này không phải mùi nách đâu. Kêu vậy, dậy sáng rồi dậy nguyên một đường trắng ở đây rồi. Trời ơi. Ông kia nói một cái chi tiết là vô nó ngủ nó chạy ke. Ông tả chi nguyên cái chữ ke nó còn ghê hơn. Phải có cái đường trắng ở đây mới là thật. Đó. Rồi anh chỉ yêu cầu vợ anh bỏ cái đường đó thôi. Cái đó là không có kiềm chế được. Hồi đó em ngủ em khép miệng lại mà không biết sao bây giờ em có chồng em ngủ hả không? Mỗi lần vợ anh ngủ lúc nào anh cũng ngắm á, anh nói trời ơi đúng là một thiên thần hả họng ngủ. Ngủ lúc nào cũng gì dán ra đóng thuyền rồi mình đâu có rút chân được. Mỗi lần em về ổng ngủ thấy ổng có giống thiên thần không? Được cái ngủ không có hả họng chứ. Mà ngái thì nó bành sớm rồi. Còn đợt xấu gì nữa nè? Không có. Mỗi lần giận lên thì sao? Giận lên chửi. Bây giờ em đừng có nói. Rồi là táp tới anh ra khỏi nhà, anh xách vali anh đi ra. Nhỏ con gái xách vali đi theo. Ủa? Tại nhỏ con gái đi theo anh luôn hả? Nhỏ con gái anh rồi nhỏ. Hãy anh xách vali đi. Đi ra quay lại. Con đi đâu đây? Con đi theo ba. Đi theo ba một tuần lễ luôn á. Ngày nào nó cũng kêu gọi cho mẹ nó, anh còn mệt hơn nó không đi nữa. Trời ơi, nó đi anh mới hối hận á. Đi xong, ba cho con gọi điện nói chuyện với mẹ cái coi. Mẹ tha cho ba đi. Mẹ tha cho ba đi mẹ. Rồi cái ông bạn ông mới nói này Phú nó gài đó. Nó gài diệt viên theo mày á. Bởi hối về hoài.
ông bạn ra nhậu với ông bạn. Ở nhưng mà anh với Phú có thường xuyên cãi nhau trước mặt của bạn ấy không? Có một lần anh rất hối hận trong cuộc đời của anh là hai chồng anh cãi nhau mà quên mất nhỏ gái, nó ngồi trong góc nó khóc. Anh say qua, trời ơi, tự nhiên nước mắt anh chảy xuống, anh điếng hồn hết trơn. Mình là cha là mẹ mà, mình từng coi báo, coi sách, coi vở, mình biết không nên cãi nhau trước mặt đứa trẻ. Cái anh mới khiệu vợ anh: em á, tại sao ngay chỗ này diễn trong phim cái chỗ này mà em lại chửi anh nhẹ vậy? Cái nó khựng rồi liền. Nó nghe nó diễn trong phim chỗ này khựng rồi, cái nói em diễn nó coi cái chỗ mà đạo diễn ta chỉ cho em á, xem lại diễn thiếu chỗ này gì, em lại em tát vô mặt anh chứ. Rồi tát vô nó cười, diễn thôi mà tát thiệt á. Cái ngồi đằng kia cười. Cái hai chồng lại ôm đó, lại ôm con. Sao con ngồi đây mà con khóc vậy? Hồi nãy con tưởng ba với mẹ dây lộn thiệt. Hay quá. Ôi thấy thương quá ha. Lúc đó nó mấy tuổi anh? Lúc đó nó năm, cũng 4-5 tuổi. Đây là chỉ nhiêu rồi? 8 tuổi rưỡi á. Nhưng mà chắc chắn là sau đợt đó rồi là anh với Phú không bao giờ gây nhau trước mặt con nữa. Không bao giờ dám. Dạ đúng rồi, không dám nữa. Rồi, bây giờ anh mong muốn Phú thay đổi điều gì? Không, vợ anh là hôm nay là rất là hoàn hảo. Anh không còn muốn vợ anh thay đổi cái gì hết. Còn cái chuyện hồi nãy anh kể ra là nó rất nhỏ, mà ai cũng phải dướng cái đó. Rồi. Có kêu cũng không được. Còn Phú thì sao? Em có mong muốn anh Thanh thay đổi điều gì không? Dạ, ông xã của em ở thời điểm hiện giờ là ảnh từ một cái con người khác mà đã chuyển biến gì sống với em. Anh đã chuyển biến trở thành một cái con người khác và thay đổi rất là nhiều. Cho nên là hôm nay trên cái chương trình này em cũng không có muốn ảnh thay đổi gì hết. Em muốn ảnh vẫn y như vậy là gia đình em đã hạnh phúc lắm rồi. Quá trời hay. Em á, em thấy vậy nè anh, bây giờ mới hiểu lý do tại sao mà em thương ảnh. Con người anh quá có duyên đúng không? Anh duyên dáng mà. Anh nói chuyện mà chuyện vui cũng có duyên, mà chuyện buồn cũng có duyên rồi. Anh giận lên cũng có duyên nữa. Thật sự là như vậy. Thì thôi hôm nay nhân cơ hội đến với chương trình Vòng Son này, em muốn hỏi anh là anh có điều gì muốn nói với bạn Phú này hay không? Nói chung là cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son đã cho anh trải nghiệm thêm một cái sức sống mới. Và anh hiểu thêm người vợ trẻ của anh. Anh mong rằng em vẫn thương anh và hai con anh như ngày đầu em gặp anh. Quá dễ thương, duyên dáng, thành thật, thẳng thắn. Em xin chúc cho anh cũng như Phú sẽ mãi mãi nắm tay nhau, hạnh phúc như thế này, tươi cười như thế này và yêu thương trọn vẹn nghe. Cảm ơn anh đã tham dự chương trình. Tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay em 26 tuổi, hiện tại là nhân viên ngành điện. Còn em? Dạ em tên là Hồng Ngân, em 27 tuổi, em là nhân viên của công ty xây dựng. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Quen từ cấp 3, cùng học lớp luôn. Tụi em được xếp ngồi chung. Vợ em thì ngồi trước, em thì ngồi sau. Nhìn vợ em lúc đó thì hơi gầy mà ốm, mà da đen mà tóc dài, nhìn thì tưởng là hiền, nhưng mà chọc vô một cái thì sẽ hối hận không thể tiếp được. Là sao? Dạ không có, tại vì em ngồi trước thì anh này thì anh không có nói chuyện nhiều, anh im ru à, nhưng mà em cứ tưởng là hiền lắm. Thì cái người ngồi kế bên là người đó hay phá em, mà không ngờ là hai người thông đồng để chọc em. Đó, cho nên mỗi lần chọc hay bị bút viết đồ thước kẻ rồi nó quăng xuống. Quăng ném ra sao vậy đó? Dạ. Mà chắc mà ném gì là chắc chồng em hưởng hết luôn. Dạ đúng rồi, tại ngồi ngay sau lưng em luôn. Rồi. Tức là ai cũng tưởng ngộ nhận người kia, tưởng người kia hiền, cuối cùng không ai hiền hết. Mà đến khi nào tình yêu là chưa lúc bắt chưa có yêu nhau. Dạ, học chung thôi cưng, tại vì lớp 10 mà yêu nhau là bị đánh đó. Biết em biết, nhưng mà là đến khi nào thì hai bên lúc đó là ghét nhau đúng không? Dạ, còn ghét nhau vô cùng. Dạ, ghét tới năm mấy, lớp mấy thì bắt đầu hết ghét. Dạ không có ghét, tại vì ngồi trong lớp biết là con trai thế nào cũng chọc phá vậy thôi. Nên mình cũng đâu có vừa đâu, mới là chọc mình thì mình cũng phải xử lại thôi. Đó là cứ liên tục cho đến hết lớp 12. Sau khi học tốt nghiệp cấp 3 thì cũng có mất liên lạc một thời gian. Nhưng mà tụi em thì biết nick chat của nhau qua bạn bè rồi đó. Ủa, có nghĩa là tụi em đi mỗi đứa đi một hướng. Dạ đúng rồi, ra trường đại học đúng không? Dạ đúng. Rồi nhưng mà vẫn là chat vô với nhau, Facebook với nhau. Dạ. Mỗi ngày cứ nhắn tin rồi lên mạng cứ chat qua chat lại. Rồi bao lâu thì em thích cậu? Chắc khoảng nửa năm á. Rồi bên này trả lời sao? Thiệt tình là cũng đợi lâu lắm rồi. Đó. Có nghĩa là cũng có để ý và có cảm tình với anh này đúng không? Dạ đúng. Trong thời gian yêu có chuyện gì vui không? Cái mối tình học trò nhiều cái kỳ cục lắm em. Anh này á, thật sự là cái tính ảnh rất là tốt với mọi người, đặc biệt là nữ mà chân yếu tay mềm, mà thấy mà người ta làm gì cũng được là nhiệt tình giúp lắm. Trong cái thời gian mà tụi em quen nhau á, thì tụi em cũng có đi làm chung với nhau nữa. Đó, mà làm chung chỗ bạn nữ khác á, có cần giúp đỡ thì lẹ lắm, nhưng mà tới người yêu của mình cần giúp đỡ thì đứng xa xa không kịp. Dạ anh làm
thì sợ người ta nói. Làm chung thì quản lý là nhắc nhở là này thiên vị người này đi người kia. Hiểu rồi. Mà hỏi mà làm giúp người kia thì chị này chỉ có lượng mắt nhìn. Nói chung là thương người ngoài không đúng không? Dạ. Tính dễ thương nha. Bao lâu thì em mới cầu hôn? 5 năm sau tụi em mới cầu hôn. Wow. Rồi lấy nhau là tụi em lấy nhau được bao lâu? 2 năm rưỡi rồi. Ừ. 2 năm rưỡi. Dạ. Yêu nhau 5 năm. Dạ. Giờ là 7 năm rưỡi là cận kề với nhau rồi. Dạ. Ủa còn thì sau khi cưới có bất ngờ ở những cái tật xấu nào của chồng không? Chồng em thì rất là kỹ tính, nhiều khi làm mà kỹ quá đi, dù về mà em xếp đồ ở đàn không đúng chỗ là thế nào cũng càng nhằn suốt à. Rồi còn gì nữa không? Chồng em thì thật sự là rất là ít nhậu, nhưng mà một lần đi nhậu á, từ thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 có đi đều hết. Ví dụ 1 tháng, 2 tháng không nhậu, nhưng mà một nhậu là đi cả tuần luôn. Lúc nào cũng có lý do để tức đi nhậu là không? Nhậu là người ta là 1 tháng nhậu 5-6 lần. Còn đây là 5-6 tháng nhậu 1 lần, mà 1 lần nhậu bằng 5-6 tháng. Không phải ra còn gì nữa chắc hết đó là chắc hết rồi. Còn vợ thì sao? Em vừa biến giặt đồ xong mà em mang lên cái nhờ vợ phơi đồ một cái là chồng có yêu vợ không, có thương vợ không, thương nhiều không thì phơi đồ giùm chồng vợ luôn đi. Chồng đầu trước luôn hả? Rồi cái gì nữa cưng? Mỗi lần em hỏi thì vợ em không trả lời. Em hỏi nhiều lần luôn cũng không thèm trả lời, mà không biết, em không biết phải là cái câu hỏi em nó chưa tới lên não hay sao, cái im ra em hỏi hoài hồi nữa mới thấy trả lời. Ủa lý do gì mà giờ tay đang suy nghĩ, tại nhiều khi mình suy nghĩ ra câu trả lời mà em không biết sai, không trả lời lại được liền. Sao em không nói rằng là anh ơi từ từ để em suy nghĩ? Đã chưa kịp nói từ từ nữa là nói làm gì người ta hỏi không trả lời. Ồ. Nó khỏi hỏi nữa à. Thế bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi thì em muốn vợ quan tâm chồng con nhiều hơn. Ủa em chưa quan tâm chồng con hả? Dạ không hẳn là không quan tâm, tại vì nhiều khi em có cái tật là về mà nghỉ ngơi hoặc là cầm lên cái Facebook liền máy tính bảng thằng sao là cứ lên Facebook cứ quẹt liên tục. Ồ vậy đó hả? Còn em? Dạ chồng em thì vẫn có chăm con, vẫn có phụ vợ rồi chăm sóc nhà cửa, nhưng mà khi mà đã mở máy tính mà mở truyện tranh lên hoặc là chơi game rồi cái là có vợ có kêu đến cỡ nào cũng không xuống. Vậy là hai tụi em cũng đồng thanh đồng thủ quá rồi. Cái người thiệt thòi duy nhất là con của hai em thôi. Dạ con đang chơi với bà nội chứ. Ủa tóm lại là em... con của mình chứ đâu phải con của ông bà đâu. Tóm lại là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Em có nêu ý kiến gì ấy, thì từ từ hả nói khẳng định là sai hay đúng. Tại vì mỗi lần mà em có nêu ừ chồng ơi mình làm này nha, giờ rảnh quá hà, là giờ nghĩ là sao vậy? Cứ mỗi lần em ra ý kiến là cứ bị như vậy. Tức là bớt phản bác ý kiến của em lại một chút. Dạ. Đúng không? Chịu luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Yeah. Chứ đừng có lâu luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Đúng không? Yeah. Các cái lỗi mà của tụi em nó là một cái điều mà tất cả các cặp vợ chồng đều có chứ. Yeah. Mà cái mong muốn của hai người giống y như nhau thôi. Có nghĩa là quan tâm tới chồng chút, tới con chút, bên đây quan tâm tới vợ, tới con chút bằng cách là bớt Facebook đi, bớt game đi. Bây giờ này dành cho nhau và dành cho con. Tại vì nói nghe nè, con là con của mình chứ không phải là con của bà nội hay là con của bà ngoại. Dạ. Cái nó cần tình cảm là cần tình cảm của mình. Cho nên tụi em phải chịu khó dành thời gian gần gũi con mình nhiều hơn nữa. Khi các em làm được điều đó tự nhiên các em sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn. Dạ. Chúc hai bạn hạnh. Dạ. Nữ tú ha. Chào hai em. Can you speak Vietnamese? Chúc hả? 10 thì nói được bao nhiêu? Tôi tên là German. Rồi mời bạn giới thiệu về mình. Introduce yourself. My name is German. Trời ơi, sorry, cái gì sorry. Vậy? Ok, làm lại cái nghe. Alo, rồi, alo. Có mà. Hết hồn. Alo. Có tiếng mà. Alo. Đức, test micro ấy. Alo. Cầm một hộp bên đẩy xuống cho em đi chị ơi. Alo. Ôi, bên nó bị. Low battery. Chúc đưa Đức biết hát một câu tiếng Nga. You can sing in Russian. No, it's just a little bit. Ta da ta da ta ta da ta la la ta 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 thần chi a po ta la toa chi li wa ba chi la toa chi la bia chi la bia chi la bia chi la bia ta 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 ta
Ủa, đang tiếng Pháp rồi. Qua tiếng Pháp rồi. Rasvita. Ras. Lia prohi ikrushi. Paple ne. Biết nè của tôi. Выходи на набери Катюша. Катюша. Кибири на крутой. Còn không biết hát. Không biết hát, hát mới hay, mới dễ thương. Bè theo. Rồi. Rồi bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. My name is German, but you can call me Toi Tên La Đức. Đức. My Vietnamese name. Where you from? Where you from? I from Nga. Russia. I from Nga. Russian. Yes. Russian. Yes. What's your job? My job now I'm model in Vietnam, but before I worked in tourism, a guide, history guide. Oh, tourist guide. Yeah. For Russian people, I give history. Vietnam in excursion. Anh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, anh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Anh rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là anh là người mẫu nữa. Dạ, anh đang làm người mẫu cho với em. Người mẫu tự do. Ủa Đức ơi, Đức là người Nga, sao Đức không lấy tên là Nga mà lấy tên là Đức? Germany. No, just name. Tại vì ảnh tên là German mà German dịch ra là Đức. German. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Hát cùng nhau. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Đây là tiếng Việt Nam dịch là tình cảm. Tình Катюша. Катюша. Rồi, bây giờ tới em. Chưa hỏi là how old are you? Đức. I am 26 years old. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. 26. Chắc lẽ là bị nhầm 16 tuổi hoài. Dạ, đúng rồi. Tại vì mọi người cứ nghĩ là ảnh còn trẻ hơn em. Nhìn rất là Nikolai á. Đúng rồi. Nikolai, chip. Dạ, dạ. Rồi, mời em. Dạ, thì trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ. Sao chứ dạ. Sao đâu cô chú được mà. Cô chú đi cho dễ trò chuyện. Dạ. Dạ con tên là Thìn Bùi. Là tên Thìn, là con rồng. Năm nay con 21 tuổi, đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác hay sao? Luôn. Dạ là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ nhiều lắm, nhiều các nước. Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ chắc là mới đầu á con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi catwalk đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á, con cũng nhận lời xong rồi tới đó. Xong rồi con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa, chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn catwalk thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được handsome á. Mặt baby. Dạ có phải gu của con không? Chắc cũng chút. Chút. Dạ tại vì con cũng không có tiêu chuẩn nữa. Nên là con thấy đẹp trai con cũng khoái. Dạ xong rồi con thấy ảnh cao, ảnh cao 1m88 lận á. Đó cũng là một chiều cao lý tưởng. Thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Thì mới nói chuyện, mới hóa ra là
à hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì cô cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ có cơ hội để tiếp cận. Thì rồi sau đó chút nữa kể. Dạ. À, bây giờ phải hỏi Đức nè, cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white tooth, white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah, I like it. So professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con là trắng quá. Thì anh nói là ảnh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin và rất là đẹp. Thì con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là con nên làm răng đi. Con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm. Hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi. Tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á, là tới cái buổi catwalk đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ cái điều đó con mới biết, con mới suy nghĩ là ồ vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cái bà thầy coi đúng. Gọi là gì, là duyên tiền định đó. Là thông qua cái hàm răng. Ngày giờ làm răng và coi như là nghe là bà thầy đã linh nữa nghe. Không mà cũng đúng chứ bộ, tại vì bạn này là bạn ấn tượng liền cái hàm răng rồi đến nụ cười. Thì đúng rồi. Liên quan đến vấn đề mà gọi là thiết kế nụ cười đó. Dạ. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á. Tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn. Tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là tôi không có biết gì về Việt Nam hết. Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn? Tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy. Thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới, con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai, cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnam is slang. Nói Việt Nam, nói bằng tiếng Việt Nam. Okay. What I need to say? Xe. Maybe xe. Just hello. Đẹp. Chào. Xin chào. Đẹp quá. I know my girlfriend Tinh Bui say so many times. Kỳ vậy? Trời ơi chị vậy. Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ. Cái câu thì chưa biết nhiều lắm. Bạn có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm. Dạ, em ơi, rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Dạ. Rồi cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ cái xe Vespa sao? Suzuki cổ. Rồi. Dạ đúng rồi. Lúc đó tới chở em. Dạ phải đạp mới lên máy mới vô ra lên được. Thì ảnh mới tới gặp con thì ảnh lúc đó em gặp ảnh thì em thấy sao? Rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á, và ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa nè? Dạ thì lúc mà con lên xe á thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy? Con không có dễ dãi như vậy, con mới nói là no thank you no. Thì ảnh mới đạp số vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch cố tình đúng không?
Are you because okay? My bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan. That's not my plan. I don't believe it. Tức là ông nói cái xe của ông nó crazy, nó điên khùng khùng vậy thôi chứ ông không có kế hoạch nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy á đó. Yeah, the same the giờ là Việt Nam Vietnamese man. She have plan the same you. Oh. Motorcycle. His motorcycle. Oh. Yes. No. His no. wife. Oh. Job up home. Hiểu chưa? Oh, it's cool. You don't believe. Yeah. You don't believe us. Yeah, yeah. I understand. Yeah. I understand you. Rồi sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Vậy là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi. Dạ. Khiến gì kế hoạch rõ ràng. Em cùng hồi đó em cua vợ em cũng vậy. Em cứ lựa ổ gà em phóng vô rồi em rồ máy liền để cho người ta phải ôm em. Mà nó khiến đó chị ơi, khiến. Rồi sao cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây, đi đây, đi đây. Con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường. Cái ảnh chỉ con. Cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè. Quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi. Thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi. Mà ông làm bộ làm tịch ông, bởi có plan hết. Thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ. Ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa? Mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó. Nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Anh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, và giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ô bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên anh nói câu đó là anh là em biết là con biết là ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Là bồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á, khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau, nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là, ủa, tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không? Ảnh không hỏi gì hết. Tất cả mọi thứ là tự nhiên tới, xong yêu nhau, rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua, xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy, ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà ảnh hết trơn à? Thì tại vì con từ từ con dọn qua cái xong con mới nói mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn. Ảnh không muốn hỏi bởi vì người nước ngoài á, họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ, mà thôi đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? Yeah. Oh, about Vietnam food? Yes, I had I have one story about the first date. Thinh Bui, she did. Thinh Bui. She decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner. And she asked me what I like. And I say, my favorite Vietnamese food, pho gà. Phở gà. Soup, yeah. Phở gà. Soup phở noodles. Why it's so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. Yeah.
for her it's really a challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later, I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean, for men, it's so important when a girl can cook. But most important when girl can try and study, because she don't know, it's so important, but she try and study. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu. Không biết nấu. Chết rồi. Ba đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở. Là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt. Trời ơi, quá dễ luôn. Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở cái điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm phở gà. Cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn. Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới ngon được. Thì anh lên phòng khách ngồi. Mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp. Nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ với con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước. Mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá thay là thay đổi nhiều đúng không? Khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, nhiều mà nêm miền nếm nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau, nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu. Nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn. Dạ, đó như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được giờ ăn là từ bỏ nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi, vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc. Dạ đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là hình như là rất là tốt cho bản thân mình, với lại nó giúp mình trong sức khỏe rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á, thì con cũng từ từ thay đổi quen luôn. Dạ. Nay là hai đứa sống nhau được bao lâu rồi? Dạ hơn một năm thôi. Cũng mới, nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng, nên là hay thích đi chơi, ăn diện, rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là
bên cạnh nhau 24/24 á thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn, là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì khoảng từng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút xông hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa. Rồi xong lại lên lại vô cái phòng xông hơi, nóng là nóng luôn, và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta, khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á, người ta hay lo lắng. Nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming, winter, not so cold, ice. Yeah. For healthy. Yeah. And after you're so happy, so comfortable. Because first hot, after so cold. And your body comfortable. Duga, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parent. Sorry? You miss your parent. Parents? Mm-hmm. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam. And she lived in Nha Trang. Nha Trang. Yeah. And we met so many times when I worked in tourism. Yeah, but now, I want to meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. Yeah. And I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ. Chắc là phải hỏi ảnh thôi, không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. 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 Do you know Moscow? Around 5 hours. By plane, 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ, đúng rồi. Đang trong quá trình làm giấy kết hôn, tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Như vậy là, nhưng mà là em, ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết, dạ, em cũng là... vậy luôn. Dạ, nói chung bây là giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi. Đúng dạ không? Đúng rồi. Là vì tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Là dạ. Hai đứa là định ở đây, có định là qua Nga sống không? Tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á thì tụi con tiếp tục, còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý không? Bố mẹ của Đức á, có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là dấu quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Dạ. Rồi thôi bây giờ rồi. Tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, em thấy nó bất ổn quá chị. Bất ổn. Tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thìn á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì nãy cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi về là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi, thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em, thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại, giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó, thì how did you react when I kiss you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh
tự nhiên like cái it, con like it, yes, yes. Dạ, xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng I wanna eat, I wanna eat. Cái giọng á không còn như vậy nữa mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao sao reaction? Example. Actually, yes, yes, yes. But when we go to market and in Bui, so many times, can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home, at home. And when you react, can you react when you hungry? Oh, I want to eat. Yeah. Xong rồi yeah, á. It's so funny. So funny. Dạ đúng rồi, tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa mà tất cả mọi thứ luôn, lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ với lại mình được làm chị. Dạ còn gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là ơi tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá, tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới ảnh mới im lặng, thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy, thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra, không em đang ngủ cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em. Xong rồi em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì. Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Ảnh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra nên là thôi anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. When you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy, you remember? Yeah. But he like you, not like me, okay? Okay. Like you chose. I got it. You okay. Chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi, coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu phải hết. Phải ghen chứ em. Trời ơi, vợ xinh như thế nào không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous, or maybe something? Okay. Usually it relates with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell là bánh chả. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god. You don't like it. It's so hard for me. I don't understand. And she likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, chup chup. But so many every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? Little bit. Mm. Sometimes. Mm-hmm. Not every day. Mm-hmm. When you remember I'm jealous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl. And how I feel, you remember? Yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend, and she pay attention, and who is it?
Why you text with her? But I say is just my friend. We worked before together. À, em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Đâu là sao, okay. Trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute misunderstanding. She gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. But I don't understand. But blah 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 blah. actually I am really like because it's so cute. And after she gets angry more. Dạ, điên hơn. Dạ dạ dạ. Tại là con nói tiếng Việt nhiều quá. À, gây lộn mà nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi, cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á, thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say, oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Khi ấy, tại ơi, sao, and hôm hả. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng, tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Thì đó, ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something? Actually no, I like her personality. Okay. Yeah. She changed I think enough for me. So comfortable and I love her who is she? I love her. Ok. Vậy thôi, giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó là tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi. Enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Anh sẽ gửi con anh đi học. Rồi, xin cảm ơn các em. Thank you very much. Cảm ơn.